con người có nên tin vào số phận? Trang Tử của Đạo giáo đã tiết lộ sự thật tàn khốc nhất về cuộc đời này. Bạn có tin vào số phận không? Một người thừa kế quan trọng nhất của Đạo giáo ở Trung Quốc đã tiết lộ sự thật cuối cùng về cuộc sống cho cả thế giới. Có phải ông ấy đã cảnh báo chúng ta rằng sự nỗ lực là nguồn gốc của bi kịch cuộc đời? Hay lời cảnh báo này còn mang ý nghĩa nào khác? Nếu thật là như vậy, thì con người nên sống như thế nào mới là đúng? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Trang Tử. Theo dòng lịch sử phát triển của Đạo giáo nói chung, không thể không nhắc đến Trang Tử. Ông ấy cũng là người đặc biệt nhất với một lý do rất đơn giản. Các triết gia khác của Đạo giáo như Lão Tử thường được người đời sau mô tả như những học giả khô khan và nhàm chán. Nhưng Trang Tử lại rất khác biệt, thậm chí còn trở thành thần tượng trong mắt hậu bối, kể cả sau thời Hoàng Kim. Không chỉ có người hâm mộ là Văn Sĩ Cơ Khang, mà Vu Lý Tự Thành, Tô Đông Pha cũng bị ảnh hưởng bởi ông ấy. Trong một thời gian dài, người ta không thể hiểu rõ vì sao Trang Tử lại thu hút sự chú ý của nhiều người đến vậy. Một điều khá kỳ lạ là trong mắt thế giới, Đạo giáo chủ yếu được xem là sự thoát ly thụ động khỏi thế gian, và Trang Tử cũng được xếp vào dạng người cực đoan. Liệu có phải sự tiêu cực của ông đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ hay không? Thực tế, triết lý của Trang Tử có sức hấp dẫn mạnh mẽ riêng. Vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, đối mặt với xã hội hỗn loạn, có rất nhiều nhà tư tưởng, chính trị gia tài năng liên tục xuất hiện. Tất cả đều có chung một tư tưởng, đó là dạy người khác cách trở thành một người tốt. Trong một thời đại liên tục chiến tranh, nếu người ta không học cách trở thành một người tốt, thì cái ác sẽ lan rộng nhanh chóng, ảnh hưởng đến tinh thần xã hội. Vì vậy, các chuyên gia khuyến khích mọi người duy trì lòng tốt cơ bản, cố gắng trở thành người tốt nhất có thể. Dựa trên tiền đề đó, Nho giáo đưa ra khắc kỷ phục lễ, hy vọng mọi người đều trở thành một người tôn quý, hiểu lễ nghĩa. Mặc ra cũng nhấn mạnh sự cần thiết của tình yêu phổ quát, nhưng chỉ có Trang Tử là mạnh dạn nói ra một câu: thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Thánh nhân ở đây thực ra đang ám chỉ đến người tốt theo yêu cầu đạo đức của thời đại. Nói cách khác, Trang Tử rõ ràng cho rằng nếu mọi người được yêu cầu trở thành thánh nhân thì thế giới sẽ không bao giờ có ngày hòa bình. Vậy tại sao chúng ta lại phải trở thành thánh nhân? Liệu điều này có làm cho thế giới trở nên ngày càng không yên bình hay không? Trang Tử tin rằng khái niệm về một thánh nhân là do người của thời đại đó xây dựng. Họ dùng tiêu chuẩn phù hợp với lợi ích của họ để yêu cầu mọi người trở thành như vậy. Thực ra điều này hoàn toàn không phải vì lợi ích xã hội mà là vì lợi ích bản thân. Để minh họa điều này, Trang Tử đã dùng hiếu để làm ví dụ. Ông nói, vốn dĩ việc chăm sóc con cái là một hành động mang tính bản năng, không cần áp lực từ bên ngoài. Khi con cái lớn lên thì việc nuôi dưỡng cha mẹ ngược lại cũng là hành vi bình thường. Ở thời điểm này, con người thực sự không khác gì với động vật. Vấn đề là có một số người dưới cái danh nghĩa hòa hợp xã hội đã đưa ra quan niệm hiếu, xây dựng một loạt các quy tắc và yêu cầu dựa trên quan niệm này. Điều đó dẫn đến một sự hiểu lầm rằng nếu không làm như vậy thì bạn sẽ là người bất hiếu. Trang Tử muốn nói rằng cách mọi người hiểu về hiếu có thể đa dạng, không cần phải tuân theo một tiêu chuẩn duy nhất. Vậy người nào đã gây ra sự hỗn loạn trên thế giới này? Có phải như Trang Tử đã nói, thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Sự tự do. Trang Tử nói rằng tầm cao nhất của cuộc sống là tự do, nhưng liệu đó có phải là không làm gì cả không? Ông tin rằng mọi thứ tồn tại trên thế giới đều bình đẳng. Sự bình đẳng này cũng đồng nghĩa là mọi thứ đều có cách hiểu riêng về thế giới và cũng có quyền thực hiện cách hiểu của chính mình. Vì vậy không nên có ai tự cho mình là vượt trội hơn người khác để đặt ra tiêu chuẩn cho mọi người. Nhưng nếu một số tiêu chuẩn không được thiết lập, có thể khi đối mặt với những vấn đề quan trọng sẽ có những lý lẽ không chính xác phát sinh thì sao? Việc không đặt ra tiêu chuẩn cũng có thể dẫn đến sự hỗn loạn trong xã hội. Trang Tử cũng đã nghĩ về vấn đề này, nhưng ông cũng đưa ra giải pháp. đó là tuân thủ theo quy luật phát triển của sự vật. Mọi người không nên làm những việc dư thừa. Nếu con người không thể thấy rõ quy luật phát triển của sự vật cũng không sao. Hãy để cho mọi thứ phát triển tự nhiên. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến can thiệp vào. Một cái cây mọc nghiêng, trong mắt người bình thường có thể không có giá trị, nhưng đừng tự ý chặt hạ, hãy để nó tự nhiên phát triển. Tất nhiên, cách để đạt đến cấp độ tiếp theo chỉ đơn giản là không đánh giá cái cây dựa trên giá trị hay công dụng. Điều này chính là việc tuân theo quy luật phát triển của sự vật như Trang Tử đã nói. Nếu chúng ta có thể đạt tới trạng thái này, sẽ thực sự đạt đến sự tự do thoải mái. Đó chính xác là chủ đề tinh thần của Trang Tử. Sau khi xem tới đây, có thể bạn sẽ thắc mắc rằng nếu mọi người không cần phải làm gì cả, chỉ cần tuân theo quy luật phát triển của sự vật, thì còn cần phải nỗ lực làm gì? Đừng nghĩ rằng tư tưởng của Trang Tử là chỉ cần nằm yên, không phải làm gì cả. Rõ ràng điều quan trọng là tuân theo quy luật phát triển của sự vật. Có nghĩa, nếu sự phát triển đó là tích cực, đòi hỏi sự nỗ lực từ con người, thì bạn không thể lười biếng. Nếu phát triển đang ổn định, thì bạn có thể ít nỗ lực hơn một chút, duy trì tình thế cũng không sao. Nhưng dù sao đi nữa, con người vẫn không thể ngồi yên không làm gì cả. Chỉ là không nên làm những việc dư thừa. Vậy làm sao để biết việc nào là dư thừa? Rất đơn giản. Ví dụ như nếu bạn thấy mình không nhạy bén với con số từ khi sinh ra, thì đừng ép bản thân mình phải chuyên sâu vào toán học. Hãy nhìn vào những điều mà bạn giỏi, chứ đừng bao giờ so sánh với thiên tài toán học kia. Việc so sánh đó chỉ làm tổn thương tự trọng của bản thân mà thôi. Ngay cả khi một người thực sự không thể tìm ra điểm mạnh của mình thì cũng không sao cả. Hãy chấp nhận bản thân mình là một người bình thường, sống một cách nghiêm túc, tập trung vào những việc trước mắt của mình. Khi đạt được điều này thì cuộc sống sẽ trở nên tự do và hạnh phúc. Triết lý tàn nhẫn nhất của đạo giáo tiết lộ rằng có rất nhiều sự thật trong cuộc sống mà người bình thường không thể chấp nhận. Và điều này bắt đầu từ sự khác biệt. Sự khác biệt. Trong triết lý của Trang Tử, sự khác biệt thực sự là một từ khóa được đề cập đến nhiều lần. Không chỉ có sự khác biệt giữa mọi thứ, mà là sự khác biệt giữa con người càng làm người ta kinh ngạc. Có người nghèo mà vui vẻ, có người lo lắng mỗi ngày liệu mình có bị sa thải không? Thật dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa con người thực sự là một vực sâu. Nhưng chính những người có sự khác biệt lớn vẫn đang cố gắng theo đuổi cùng một mục tiêu, đó là hạnh phúc. Chúng ta đều biết Trang Tử ghét việc định nghĩa cho một khái niệm nào đó, vì theo ông, không có một khái niệm chung nào tồn tại. Vậy nên, làm thế nào để giải thích hành vi này của mọi người? Làm thế nào để giúp mọi người tìm đến con đường hạnh phúc? Trang Tử cho rằng, mặc dù có sự khác biệt lớn giữa người với người, nhưng trong mỗi người vẫn tồn tại một khao khát thiên sinh đẹp đẽ, dẫn đến sự khao khát hạnh phúc không ngừng nghỉ. Ông không muốn đưa ra một định nghĩa cụ thể, nhưng vẫn chỉ ra một con đường dẫn tới hạnh phúc. Đó chính là đi theo đúng quan điểm nội tâm của mỗi người về thế giới. Mỗi người thực ra đều có thể chia thành hai phần. Một là cơ thể vật lý và hai là cái tôi tinh thần. Cơ thể vật lý chịu trách nhiệm cảm nhận thế giới, tinh thần lại chịu trách nhiệm đánh giá thế giới này. Do cảm nhận của mỗi người không giống nhau, nên cách đánh giá về thế giới cũng khác nhau. Sự khác biệt này sẽ ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm hạnh phúc của từng người. Ông khuyên người ta nên lắng nghe lòng mình, cảm nhận thế giới một cách chân thực. Tuy nhiên, lúc này thì một vấn đề khác lại phát sinh. Nếu không tham khảo quan điểm của người khác về thế giới, thì liệu quan điểm của mình có chắc chắn là đúng không? Nếu không chắc chắn con đường mình chọn là đúng, thì làm thế nào để kiên định tiến lên? Trang Tử cho rằng vấn đề này chính là vô giải. Lý do rất đơn giản là vì mỗi người đều sống trong thế giới riêng của mình. Vì vậy họ không thể hoàn toàn đánh giá hành vi của người khác là đúng hay sai. Cách duy nhất là thoát ra khỏi thế giới đó. Vấn đề là không ai có thể thực sự thoát ra, vì con người tồn tại dựa vào thế giới này. Để biết liệu con đường của mình chọn đúng hay sai, người ta cần phải cố gắng đến một vị trí cao hơn để nhìn thấy những điều mà người khác không thể thấy. Cuộc sống của con người thực ra không phải lúc nào cũng biết được hành vi của mình là đúng hay sai. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bạn nỗ lực theo đuổi hạnh phúc, nỗ lực tìm kiếm sự tự do. Trong cuộc sống không có câu trả lời chính xác, chỉ khi bạn thực sự trải nghiệm, bạn mới hiểu được đúng sai. Cuối cùng, điều quan trọng không phải là đúng hay sai, mà là để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Hãy lắng nghe lý trí bên trong mình. Đó có lẽ chính là sự khai sáng về cuộc sống mà bạn có thể học được ở Trang Tử. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.